Nga tuyên bố Moscow không chấp nhận việc Kiev tồn tại như nhà nước phát xít. Binh sĩ Ukraine chế giáp phản ứng nổ cho xe tăng Leopard 1. Truyền thông Nga nói hàng nghìn tay súng người Ba Lan thiệt mạng ở Ukraine. Tình cảnh nghèo đói, thất nghiệp thúc đẩy nhiều chiến binh Gurkha đăng ký tham chiến cho Nga. Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Ngày 9 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết hiện tại cả phương Tây và Ukraine đều không thể hiện ý chí chính trị nhằm thúc đẩy hòa bình. Bà Zakharova cũng khẳng định rằng Moscow sẽ không chấp nhận việc Kiev tiếp tục tồn tại như một nhà nước phát xít, gây ra mối đe dọa đối với cả Nga và các quốc gia khác. Theo bà Zakharova, những mục tiêu phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm trước vẫn được duy trì. Bà Zakharova lưu ý rằng các sự kiện liên quan đến khủng hoảng Ukraine đã làm tăng cường niềm tin của Nga vào sự cần thiết của việc triển khai chiến dịch quân sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga giải thích, ngay từ đầu cuộc chiến, những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới đã sử dụng thường dân làm lá chắn sống một cách cay độc và đối xử tàn bạo với các tù nhân xung đột Nga. Mục tiêu chính của họ trong cuộc xung đột này là khiến nhiều người Nga thiệt mạng càng tốt. Bà nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không cho phép sự tồn tại của một quốc gia, quốc xã hùng hãn trên lãnh thổ của chúng tôi gây nguy hiểm cho Nga và các nước láng giềng. Khi được đặt câu hỏi về khả năng giải quyết xung đột thông qua phương thức nào, bà Zakharova đánh giá rằng để đạt được hòa bình lâu dài, cách duy nhất là hiệu quả mọi yêu cầu từ phía Nga. Bà Zakharova nói, cần phải khẳng định tình trạng trung lập, không liên kết và không có hạt nhân của Ukraine, tiến hành phi quân sự hóa, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số sống ở đất nước này. Người phát ngôn cũng khẳng định Nga vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao và đồng thời khẳng định rằng Moscow chưa bao giờ từ chối thực hiện điều này. Tuy nhiên, để có thể thực hiện cuộc đàm phán như vậy, chính quyền Kiev và những người phụ trách từ phía phương Tây cần phải thực hiện các bước hành động thiết thực và thể hiện ý chí hòa bình. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, đến thời điểm hiện tại, cả hai bên đều chưa thể hiện ý chí chính trị như vậy. Khi đề cập đến bốn khu vực Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk đã được sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm ngoái, bà Zakharova khẳng định, một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng cho cuộc xung đột ở Ukraine phụ thuộc phần lớn vào việc giải quyết chính những nguyên nhân của nó. Phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, trong khi Kiev phải ngừng thù địch và rút quân khỏi lãnh thổ Nga. Dù có ưu thế về hệ thống điện tử kiểm soát hỏa lực, tuy nhiên, chiến xa Leopard 1A5 bị đánh giá là xe tăng có vỏ giáp tệ nhất chiến sự tại Đông Âu. Để khắc phục điểm yếu của Leopard 1A5, các binh sĩ Ukraine đang lắp ráp phản ứng nổ cho các xe tăng này. Ngày 8 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, Mykola là thành viên kiếp xe tăng Leopard 1A5 được Ukraine triển khai ở mặt trận Đông Bắc cho biết, vấn đề là vỏ giáp của xe tăng không đủ kiên cố. Chúng tôi đang lắp thêm các khối giáp phản ứng nổ RA để tăng khả năng bảo vệ xe trước đầu nổ lõm chống tăng. Biện pháp chế thêm RA dường như được áp dụng sau trận đánh gần ngôi làng nằm giữa tỉnh Lugansk và Kharkov hồi tháng 11. Trong đó Ukraine mất xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên vì đạn chống tăng Nga. Chưa rõ loại RA được lắp cho Leopard 1A5, nhưng quân đội Ukraine từng trang bị những khối giáp phản ứng nổ Contact 1 sản xuất thời Liên Xô cho là xe tăng Leopard 2A4. Binh sĩ Mykola đã ca ngợi hỏa lực của Leopard 1A5, nhấn mạnh nó sở hữu hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và pháo có độ chính xác vượt trội so với những xe tăng đời mới của Nga. Binh sĩ Ukraine nói, Leopard 1A5 cũng được trang bị kính ảnh nhiệt tiên tiến, cho phép bắn trúng mục tiêu trong cả ngày lẫn đêm. Nhà sản xuất Porsche của Đức chỉ tập trung vào khả năng cơ động và hỏa lực khi phát triển Leopard 1 do tin rằng đạn hít sẽ khiến giáp hạng nặng trở nên lỗi thời. Giáp thép 70mm của Leopard 1A5 chỉ dày hơn xe thiết giáp một chút, khiến nó rất dễ bị tổn thương trước những loại hỏa lực chống tăng trên chiến trường hiện đại. Lớp giáp này bị đánh giá là kém hơn xe tăng T-55 mà Nga đang triển khai và biến thể hiện đại hóa M-55S của Slovenia viện trợ cho Ukraine. Chưa rõ mức độ hiệu quả của việc lắp ráp RA cho xe tăng Leopard 1A5, một số hình ảnh trên chiến trường cho thấy xe tăng Leopard 2A4 Ukraine bị bắn hỏng, dù được lắp kín giáp phản ứng nổ Contact 1 ở mặt trước và sườn xe. Biện pháp này cũng ảnh hưởng đến khả năng cơ động của xe bởi lớp RA hoàn chỉnh có thể nặng 1-3 tấn, khiến xe tăng nặng nề hơn và hạn chế một trong những ưu điểm lớn nhất của Leopard 1A5. Giáp RA gồm các lớp thuốc nổ mạnh đặt trong hộp thép gắn bên ngoài xe tăng, được thiết kế để tăng cường khả năng phòng vệ trước hỏa lực đối phương.
khi bị đạn chống tăng đối phương lao vào, khối thuốc nổ trong RA kích hoạt, làm chệch hướng luồng hỏa khí hoặc gãy thanh xuyên của quả đạn, giúp bảo vệ lớp sắt chính của xe tăng. Phiên bản Contact 1 được Liên Xô phát triển và đưa vào biên chế đầu thập niên năm 1980. Mỗi khối Contact 1 có vỏ thép dày 3mm, bên trong là hai miếng thép bọc thuốc nổ với tổng bề dày 20mm. Cung cấp khả năng phòng vệ tương đương 400mm sắt thép cán đồng nhất khi đối phó với đạn nổ lõm xuyên giáp hít của đối phương. Contact 1 không có khả năng chống chịu đạn thanh xuyên động năng. Bộ Liên Xô phát triển phiên bản Contact 5 sau đó vài năm. Loại giáp phản ứng nổ này cũng không có tác dụng với đầu đạn hít, liều kép được trang bị trên nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại. Chuyên gia quân sự Mỹ David AC nhận xét, những khối RA có thể tăng đáng kể khả năng phòng vệ cho Leopard 1A5, dù vẫn kém xa những chiếc T-72 của Nga. Điều này ít nhất cũng giúp kiếp xe Ukraine tự tin hơn khi ra chiến trường dày đặc máy bay không người lái UAV mang thuốc nổ và tên lửa chống tăng dẫn đường. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm ngoái, có tới hàng nghìn tay súng người Ba Lan được cho là thiệt mạng ở Ukraine, mà gần đây nhất là binh sĩ Nikolai Miankovsky. Giới truyền thông Nga cho biết Miankovsky là một người lính nước ngoài thuộc quân đoàn quốc tế Ukraine. Trước đây, từng là một quan chức ở một thành phố của Ba Lan, sau đó gia nhập lực lượng vũ trang nước này đã thiệt mạng trong khu vực quân sự của Nga. Vụ án này có thể được gọi là bình thường nếu không phải vì một hoàn cảnh đặc biệt là cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2022. Miankovsky làm việc trong văn phòng thị trưởng thành phố Lublin, thành phố lớn thứ 9 của Ba Lan. Theo một số nguồn tin, ông Nikolai Miankovsky thực chất sinh ra ở Lutsk, miền Tây Ukraine gần biên giới với Ba Lan. Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó đã chuyển đến nước láng giềng phía Tây sinh sống và nhận được công việc quản lý tại thành phố Lublin ở Ba Lan. Thị trưởng Lublin là ông Chris Stokchuk đã xác nhận sự ra đi của cấp dưới và cho biết rằng ông Miankovsky làm việc tại bộ phận chiến lược và kinh doanh trong các dự án hợp tác. Sự thật về sự ra đi của Miankovsky cũng được mẹ ông này xác nhận. Bà nói rằng trái tim bà tan vỡ. Nikolai Miankovsky gia nhập danh sách dài những công dân Ba Lan thiệt mạng ở Ukraine. Những người sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát đã tự nguyện gia nhập hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Trong biên chế quân đoàn quốc tế, còn được gọi là binh đoàn Lê Dương Ukraine. Hiện tại, dù chưa có công bố chính thức, nhưng theo một số báo cáo trong vòng chưa đầy 2 năm chiến sự, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn binh sĩ người Ba Lan, nước có đông công dân nhất trong hàng ngũ quân đoàn quốc tế của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài số lượng người Ba Lan trong quân đoàn quốc tế Ukraine, trong khu vực chiến dịch quân sự còn có một đơn vị độc lập mang tên là Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan. Tích cực hoạt động chống lại quân đội Nga cũng bao gồm toàn bộ là công dân quốc gia Đông Âu này. Tình cảnh nghèo đói, thất nghiệp ở quê nhà Nepal thúc đẩy nhiều chiến binh Warkha gia nhập quân đội Nga tới tham chiến tại Ukraine. Hồi tháng 10 vừa qua, Ukraine thông báo bắt một tù binh là Bibek Khatri, là chiến binh Nepal trong biên chế lực lượng binh sĩ dù Nga đang tham chiến ở nước này. Khatri thừa nhận đã bay 4.000 km từ Nepal tới Nga, gia nhập quân đội và tham chiến tại Ukraine để kiếm tiền, khi dân số và tỷ lệ thất nghiệp ở quê nhà tăng mạnh. Chiến binh Khatri nói, gia đình tôi đang gặp khó khăn tài chính nên tôi gia nhập lực lượng Nga làm binh sĩ theo lời khuyên của bạn bè. Tôi muốn trở về bên mẹ với tư cách là một người thành đạt. Tình trạng thiếu cơ hội việc làm, thu nhập thấp là yếu tố thúc đẩy nhiều người trẻ Nepal xuất ngoại tìm cơ hội mới. Khatri không phải là chiến binh Nepal duy nhất chấp thuận những đề nghị hấp dẫn từ Moscow. Đại sứ Nepal tại Nga Rai Tulatha cho biết khoảng từ 150 đến 200 công dân nước này đang làm lính đánh thuê trong quân đội Nga. Các chiến binh Warkha nổi tiếng về lòng dũng cảm và kỹ năng chiến đấu. Nepal không cho phép công dân phục vụ quân đội nước ngoài, trừ lực lượng của Anh và Ấn Độ theo thỏa thuận ký kết giữa ba nước. Tuy nhiên, nhiều chiến binh vẫn tìm cách ra nước ngoài làm binh sĩ, trong đó Nga là điểm đến hấp dẫn. Hồi đầu tháng này, Nepal cho biết 6 công dân nước này đã thiệt mạng khi gia nhập quân đội Nga tham chiến tại Ukraine. Kathmandu đã yêu cầu Moscow hồi hương thi thể các binh sĩ, bồi thường cho gia đình họ và ngừng tuyển mộ người Nepal. Nước này cũng đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao để hồi hương lập tức các binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine. Theo tờ Independent của Anh, các chiến binh Warkha không chỉ xuất ngoại phục vụ quân đội Nga. Nhiều thông tin cho thấy các chiến binh Nepal cũng đang gia nhập quân đội Ukraine chiến đấu chống lại Nga. Những người lính này có thể phải đối mặt với chính đồng hương của mình trên chiến trường. Ngoài Nga và Ukraine, nhiều công dân Nepal cũng hiện diện trong hàng ngũ các lực lượng khác như Pháp, Mỹ mà không có thỏa thuận chiến lược hay song phương nào. Dữ liệu từ cơ quan di trú Mỹ USCIS cho biết, trong năm 2021, ít nhất 1.000 người Nepal đã được nhập tịch Mỹ bằng cách gia nhập quân đội nước này. Năm 2016, cựu đại sứ Nepal tại Pháp, ông Krishna Sratha, cho biết ít nhất 300 chiến binh Warkha được cho là đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Pháp. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO,
64% dân số Nepal dưới 30 tuổi, song ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp hơn 19% trong nhóm thanh niên từ 15 đến 29 tuổi. Ông Binoy Basnias là thiếu tướng quân đội Nepal đặt câu hỏi. Trong số 500.000 thanh niên tham gia thị trường làm việc mỗi năm, chỉ khoảng 1/5 được tuyển dụng, số còn lại sẽ đi về đâu? Một trong những bên chính tuyển mộ thanh niên Nepal là quân đội Ấn Độ. Nhập ngũ từ lâu được cho là một trong những công việc ổn định nhất với các thanh niên ở Nam Á, giúp họ đảm bảo được về an sinh xã hội và lương hưu. Tuy nhiên, Ấn Độ đã bắt đầu giảm ngân sách quốc phòng, cải tổ lực lượng vũ trang, chỉ tuyển các chiến binh Gurkha theo hợp đồng 4 năm thay vì phục vụ trọn đời như trước đây, đồng thời giảm phúc lợi của họ. Cuộc cải tổ khiến Ấn Độ trở thành điểm đến kém hấp dẫn hơn trong mắt những người lính Gurkha, tạo một khoảng trống tuyển dụng lớn ở Nepal và gây căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia. Chính phủ Nepal đã chỉ trích Ấn Độ không thông báo hoặc hỏi ý kiến nước này trước khi tiến hành các thay đổi. Khi Nga thông báo công dân nước ngoài phục vụ quân đội một năm sẽ được ưu tiên giải quyết đơn xin nhập quốc tịch, nhiều người Nepal đã xếp hàng đăng ký. Chính nhu cầu này đã tạo điều kiện cho các băng nhóm buôn người hoạt động, đưa các chiến binh Gurkha từ Nepal tới Nga đăng ký nhập ngũ. Cảnh sát thủ đô Kathmandu đã bắt ít nhất 10 người trong tuần qua, cáo buộc họ tính 9.000 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp đến Nga bằng thị thực du lịch để nhập ngũ. Tờ Kathmandu Post cho biết, làn sóng ra nước ngoài nhập ngũ của thanh niên Nepal xuất phát từ những hoài nghi về cơ hội tương lai ở quê nhà. Dù có một số thay đổi tiến bộ về chính thể và xã hội trong hơn một thập kỷ qua, Nepal vẫn chưa thể đem lại cảm giác an toàn, ổn định cho người dân, đặc biệt là các thanh niên. Trong bài viết hôm 8 tháng 12, tờ báo cho biết, tình trạng kinh tế cùng tỷ lệ thất nghiệp hiện tại cho thấy thanh niên Nepal đang tuyệt vọng và sẽ tận dụng mọi cơ hội để xuất ngoại. Ngày 8 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 12. Trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 12, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành 30 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho vũ khí, kho chế đạn pháo, khí tài quân sự, cũng như các cơ sở quân sự khác của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Ngoài ra, vị trí của các đơn vị AFU, đội quân theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuế nước ngoài cũng bị tấn công. Tất cả các mục tiêu nêu ra đều được hoàn thành. Theo hướng Kubiang, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến ở một số khu vực và đẩy lùi 19 cuộc tấn công của AFU. Hàng không, pháo binh và súng phun lửa hàng nặng của Nga đã tấn công nhân lực và trang bị của lực lượng xung kích đường không số 25, sư đoàn bộ binh cơ giới số 57, lữ đoàn cơ giới số 41, 43 và 60 của AUF gần Sinkovka, Ivanovka, Berestovoje, Betchanoje, vùng Kharkov và Nevskoje, Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng LBR. Thiệt hại của AFU ở hướng này lên tới hơn 480 binh sĩ, 3 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới và 7 khẩu pháo dã chiến. Ở hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm lực lượng Tesen của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến gần Zambolovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DBR. Với sự hỗ trợ của hỏa lực, hàng không và pháo binh, họ đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công do các nhóm tấn công AFU phát động. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công của Nga còn nhắm vào các nhóm nhân lực của lữ đoàn tấn công đường không số 95, lữ đoàn cơ giới số 63 và 66 và lực lượng đặc biệt số 12 của AFU gần Kirov, Toskoje, Zambol và Serebryanka, DBR. Thiệt hại của AFU ở hướng này là hơn 1.445 quân, 11 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới và 5 khẩu pháo dã chiến. Còn ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng dù của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của AFU gần Mariinka, Kudiumovka, Bodanovka, Andreyevka và Kletchezevka, DBR. Trong tuần qua, 18 cuộc tấn công do AFU phát động đã bị đẩy lùi tại khu vực này. Ở hướng này, AFU thiệt hại hơn 1.560 quân, 12 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới và 22 pháo dã chiến. Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Vostok của Nga cùng hàng không và pháo binh đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa số 58, lữ đoàn không kích số 79, lữ đoàn cơ giới số 23 và 72 của AFU và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102 gần Novomikhailovka, Uleda, Urohainoje DBR và Levanoje vùng Zaporizhia. Trong tuần qua, AFU tổn thất hơn 845 quân, 3 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới, 12 pháo dã chiến và 1 xe Krat. Theo hướng Zaporizhia, các đơn vị Nga đã tiến hành phòng thủ chuyên sâu, trong đó họ đẩy lùi 5 cuộc tấn công do các nhóm từ lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn cơ giới 117 và 118 của AFU gần Verbovoy, Nesterianka và Uspenovka, vùng Zaporizhia. Lực lượng vũ trang Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 46, số 33 và 65 của AFU gần Doronianka, Malaza Tokmakka và Robotino vùng Zaporizhia.
Tổn thất của IFU ở hướng lên tới 260 lính Ukraine, 6 xe chiến đấu bọc thép, 15 xe cơ giới và 5 khẩu pháo dã chiến. Còn ở hướng Kherson, nỗ lực vượt sông Dnipro của IFU để đổ bộ lên tả ngạn và các đảo đã bị cản trở bởi các cuộc tấn công hỏa lực phức tạp và các hành động phòng ngừa của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, lực lượng hàng không, pháo binh Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị từ thủy quân lục chiến số 35 và 36 của IFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 124 gần Tiaginka, Tokarevka, Nikonskoye và Chernobazevka vùng Kherson. Kết quả của các hoạt động chiến đấu trên, IFU thiệt hại 350 quân, 13 pháo dã chiến, 17 xe cơ giới và 21 thuyền. Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 5 chiếc máy bay, gồm 3 chiếc MiG-29, 2 chiếc Su-25 và 1 chiếc Mi-8 của không quân Ukraine. Ngoài ra, 11 quả đạn HIMA, 2 tên lửa chống bức xạ HARM, 2 tên lửa đất đối đất chuyển đổi S-200, 1 quả bom dẫn đường Zidam, cũng như 224 UAV Ukraine đã bị bắn hạ. Trong tuần qua, 12 quân nhân Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 7 tháng 12, quân đội Nga mất thêm 990 quân, 8 xe tăng, 26 xe chiến đấu bọc thép, 12 hệ thống pháo, 20 UAV, 30 phương tiện chở nhiên liệu và 3 phương tiện đặc biệt. Ngày 9 tháng 12, các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau tại Seoul, Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên cảnh báo sẽ triển khai thêm các vệ tinh sau thám. Cố vấn Mỹ Jake Sullivan cho biết, cuộc gặp diễn ra tiếp sau các cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ba bên, trại David, do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức vào tháng 8 năm 2023. Tại đây, lãnh đạo ba nước đồng minh đã cam kết tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Sullivan nói, "Chúng tôi cũng đã đưa ra các sáng kiến ba bên mới để chống lại những mối đe dọa từ Triều Tiên, từ tội phạm mạng, hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử, cho đến các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và không gian liều lĩnh." Ông Sullivan cũng chỉ trích Triều Tiên vô trách nhiệm khi phá vỡ thỏa thuận liên triều và khẳng định Mỹ và Hàn Quốc đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Nhật Bản Takeo Akiba cho biết các hoạt động mạng bất hợp pháp của Triều Tiên đã nổi lên như những thách thức gần đây nhất. Ông Akiba cho rằng đây là nguồn vốn để Bình Nhưỡng phát triển tên lửa hạt nhân. Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-jung cho biết, ông cùng những người đồng cấp Mỹ và Nhật đã tái khẳng định rằng Triều Tiên có nghĩa vụ tuân theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và kiềm chế hợp tác quân sự. Theo hãng tin Yonhap, ông Cho còn nói rằng ba bên đã đồng ý theo đuổi hợp tác an ninh ba bên liên tục, bao gồm cả việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực và bằng cách vạch ra kế hoạch nhiều năm cho các cuộc tập trận ba bên. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên đối với tuyên bố mới của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật. Trước đó, ngày 8 tháng 12, truyền thông Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng coi việc phát triển không gian là một phần quyền tự vệ của nước này và sẽ sớm phóng thêm nhiều vệ tinh do thám. Bình Nhưỡng đã bác bỏ các cáo buộc về tấn công tin tặc hoặc cáo buộc tấn công mạng khác. Các bên giám sát lệnh trừng phạt cáo buộc Triều Tiên sử dụng tấn công mạng để gây quỹ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Ngoài ra, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã tăng cường hoạt động đánh cắp tiền điện tử tinh vi vào năm ngoái và trong năm 2022, họ chiếm được nhiều tiền hơn so với bất kỳ năm nào khác. Theo Reuters, ba nước đồng minh cũng sẽ tìm cách đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng về cưỡng ép kinh tế và đã hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản quan trọng và pin sạc. Mới đây, dự án carbon toàn cầu GDC đã công bố báo cáo cho thấy ước tính lượng khí thải CO2 toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch sẽ tăng cao kỷ lục trong năm 2023. Báo cáo có sự tham gia thực hiện từ hơn 90 đơn vị nghiên cứu khắp các châu lục. Theo báo cáo, khí thải CO2 trong năm 2023 ước tính là 36,8 tỷ tấn, tăng 1,1% so với năm 2022 và cao hơn 1,4% so với năm 2019, mức trước đại dịch COVID-19. Nếu tính thêm lượng phát thải từ việc sử dụng đất, các quốc gia sẽ thải ra tổng cộng 40,9 tỷ tấn CO2 trong năm 2023. Theo báo cáo, lượng khí thải CO2 từ dầu và khí đốt tăng lần lượt là 1,5% và 0,5% trong năm nay, trong khi lượng khí thải từ than đá từng đạt đỉnh vào năm 2014 và tăng 1,1% lên mức cao kỷ lục mới. Lượng phát thải CO2 sẽ tăng ở Ấn Độ thêm 8,2% và ở Trung Quốc tăng 4%, trong khi Liên minh châu Âu sẽ giảm 7,4% và Mỹ giảm 3%. Nhóm nghiên cứu dự báo nồng độ CO2 trung bình trong khí quyển vào năm 2023 đạt 419,3 phần triệu ppm, đơn vị đo nồng độ của một chất trong hỗn hợp chứa chất đó, đánh dấu mức tăng 51% so với mức tiền công nghiệp.
ở mức phát thải hiện đại. Các nhà nghiên cứu ước tính 50% nguy cơ nhiệt độ toàn cầu sẽ nóng lên, vượt quá 1,5 độ C liên tục trong khoảng 7 năm. Cháy rừng cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao trong năm nay. Lượng khí thải CO2 toàn cầu từ các vụ cháy rừng vào năm 2023 cao hơn mức trung bình, dựa trên hồ sơ vệ tinh kể từ năm 2003. Do mùa cháy rừng khắc nghiệt ở Canada tạo lượng khí thải cao hơn mức trung bình từ 6 đến 8 lần. Cao sự gia tăng này đặt ra thách thức nghiêm trọng trong việc đạt được các mục tiêu về khí hậu. Giáo sư tại Viện Hệ thống Toàn cầu Exeter, người đứng đầu nghiên cứu này, ông Pierre Feinstein cho biết, tác động của biến đổi khí hậu hiển nhiên xung quanh chúng ta, nhưng hành động nhằm giảm lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch còn rất chậm. Khoảng cách giữa những lời hứa của chính phủ, nhà đầu tư và công ty với hành động của họ vẫn còn quá lớn. Ông Feinstein nói, bây giờ có vẻ như toàn cầu khó đạt được mục tiêu từ thỏa thuận Paris giới hạn mức tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C trước cuối thế kỷ này. Đồng thời, các nhà lãnh đạo họp tại hội nghị các bên về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 cũng khó đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2 độ C. Giáo sư tại Trường Khoa học Môi trường của UAE, ông Corinne Lequiri nói, lượng khí thải CO2 toàn cầu đang gia tăng gây trầm trọng thêm hiện tượng biến đổi khí hậu, trong khi các tác động của nó đối với nhân loại ngày càng lớn. Vì thế, các quốc gia cần phải khử carbon trong nền kinh tế của mình nhanh hơn hiện tại, tránh những tác động tồi tệ hơn từ biến đổi khí hậu.